Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 100, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 22 tháng 12 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra trang 56, hàng thứ hai từ dưới lên. Mời xem bài kệ tụng thứ ba: Phật bất tư nghì ly phân biệt, liễu tướng thập phương vô sở hữu, vì thế quảng khai thanh tịnh đạo, như thị tịnh nhãn năng quán kiến. Đây là bài kệ tán thán của thanh tịnh công đức Nhãn Thiên Vương. Phật bất tư nghì phân biệt. Ở trước, bất tư nghì là nói những gì Phật chứng được. Ly phân biệt là giải thích bất tư nghì. Như thế nào là bất tư nghì? Phật lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Do đó, thấu triệt chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Câu bên dưới: liễu tướng thập phương vô sở hữu. Liễu là thấu triệt, thông đạt. Tướng là hiện tượng. Tập pháp giới y chánh trang nghiêm. Trong mắt Phật thấy rõ ràng. Tướng chân thật của những tướng này là vô sở hữu, như Kinh Kim Cang nói rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết pháp hữu phi như mộng huyễn bào ảnh. Điều này trong các buổi giảng từng nhắc nhở chư vị đồng tu nhiều lần. Câu này là nhìn thấu. Câu trước là buông bỏ. Ly phân biệt là buông bỏ. Liễu tướng thập phương vô sở hữu là nhìn thấu. Đặc biệt trong thời hiện đại của chúng ta,
Nếu ta có năng lực như chư Phật Bồ Tát vậy, nhìn thấy suốt chân tướng nhân sinh vũ trụ, ta lìa mọi khổ nạn trong xã hội hiện thực này. Trong tâm kinh nói, soi thấy ngũ uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ ách. Quý vị làm được điều này. Nếu không như vậy, chỉ có một cách: buông bỏ vạn pháp, thật tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Ngoài phương pháp này ra, không có con đường thứ hai nào khác. Thời đại hiện nay, chúng ta cần phải cảnh giác cao độ. Thế giới này có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Hiện nay vũ khí chiến tranh, dùng bom nguyên tử, bom hydro, chư vị đều biết uy lực của nó khó mà tưởng tượng được. Một quả bom nguyên tử nổ, một thành phố bị biến mất trong vài giây. Nếu đô thị nhân khẩu đông đúc, quả bom này giết chết mấy trăm vạn người. Trong tình trạng hiện nay, không biết khi nào phát sanh. Cho nên khắp thiên hạ đều sống trong lo âu và sợ hãi. Không biết khi nào thảm họa ập đến. Có thể chăng? Rất có thể. Điều này là do nghiệp nhân quả báo của chúng sanh chiêu cảm nên. Người học Phật bình tĩnh hơn đôi chút, thấy rõ ràng. Vì thế ở thế gian này, vấn đề quan trọng nhất là phải nghĩ đến sau khi chết đi về đâu. Không thể không chết, cũng không biết khi nào chết, cũng không biết chết ở đâu, càng không biết chết như thế nào. Chết không sợ, chúng ta phải hiểu rõ. Chẳng qua chỉ là sự thay đổi cảnh giới mà thôi. Mười pháp giới bày ra trước mắt, quý vị muốn chuyển vào pháp giới nào? Ta nắm giữ quyền thao túng này. Bản thân nhất định phải biết, thiện hạnh lớn nhất trong đời chính là không tạo nghiệp. Suốt đời không tạo nghiệp, chư Phật Bồ Tát đều tán thán là điều đại thiện.
Mở đầu Kinh Kim Cang nói với chúng ta về cương lĩnh chung của việc tu học, dạy chúng ta khéo hộ trì tam nghiệp, khéo hộ trì khẩu nghiệp, không nói lỗi người, khéo hộ trì thân nghiệp, không mất luật nghi, khéo hộ trì ý nghiệp, thanh tịnh không ô nhiễm. Chỉ cần chúng ta thực hành rốt ráo ba câu này, thật tâm niệm Phật, tiền đồ của chúng ta rất sáng lạng. Không ai có thể sánh bằng. Chúng ta có thể đạt được chăng? Quyền quyết định nơi mình. Người khác đã không giúp gì được, cũng không chướng ngại được. Nếu người ta chướng ngại được thì cũng có thể giúp mình được. Nói thật, người khác không thể chướng ngại cũng không thể giúp mình. Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này. Đây là cảnh ngộ trước mắt của chúng ta, không thể không biết. Cảnh giới bất tư nghi chính là cảnh giới mà chư Phật Như Lai và Pháp Thân Đại Sĩ khế nhập và chứng được. Đây là cảnh giới gì? Là thế giới Hoa Tạng, nhất chân pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm từ khai kinh đến đây, dần dần chúng ta cũng lãnh hội được đôi điều. Nhất chân pháp giới ở đâu? Nhất chân pháp giới không lìa nơi đây. Tuyệt đối đừng ngộ nhận ngoài pháp giới này của chúng ta còn có một nhất chân pháp giới, vậy là sai lầm. Nói thật với chư vị, chân vọng không hai, phạm thánh không hai, nhiễm tịnh không hai. Thế giới Tây Phương là tịnh độ, ở chỗ chúng ta đây là uế độ, tịnh uế không hai. Chúng ta không nhìn thấy. Vì sao chúng ta không nhìn thấy được? Vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng được. Chư Phật Bồ Tát và Pháp Thân Đại Sĩ, vì sao họ có thể chứng được? Vì họ lìa phân biệt. Câu này rất quan trọng. Hay nói cách khác, nhất định phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy là ta nhìn thấu. Ta đọc kinh hay nghe kinh sẽ khai ngộ. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đã che khuất cửa ngộ của chúng ta. Điểm khác nhau giữa Phật Bồ Tát và chúng sanh, chúng sanh có phân biệt, Ngài lìa phân biệt. Chúng ta trước tướng cho rằng những hiện tượng này đều có thật, Ngài thấu triệt. Đây là huyễn tướng, giả tướng. Ở trước chúng tôi từng nói với chư vị,
tất cả các pháp không sanh không diệt, không đến không đi, không một không khác, không thường không đoạn. Trung Quán Luận nói rất hay, tám chữ không đã đem chân tướng vũ trụ trong kinh Đức Phật gọi là thật tướng các pháp miêu tả một cách rất tinh tế. Chư Phật Bồ Tát triệt để thông đạt thấu suốt, đây là tự hành của Ngài viên mãn. Sau khi viên mãn tự hành, nhất định phải hóa tha giúp người. Câu thứ ba nói, vì thế gian rộng mở đường thanh tịnh, đường thanh tịnh chính là những gì nói trong hai câu trước, cũng giúp chúng sanh nhập vào cảnh giới này. Vì sao chúng sanh không ngộ? Vấn đề là họ vẫn còn phân biệt. Điều này rất khó, còn có chấp trước. Nếu muốn hỏi khi nào quý vị thành Phật, khi nào quý vị minh tâm kiến tánh, quý vị không cần hỏi ai khác. Khi nào ta không còn phân biệt đối với tất cả pháp, một niệm đó ta sẽ thành Phật, liền minh tâm kiến tánh. Chúng ta thấy ngày xưa chư vị Bồ Tát tu hành, lịch đại tổ sư cao tăng tu hành, họ cũng ngộ nhập trong sát na, hoắc nhiên đại ngộ. Thế nhân chúng ta nói nhân duyên đã thuần thục. Thuần thục như thế nào? Họ buông bỏ. Đối với tất cả pháp họ không còn chấp trước, không còn phân biệt. Ai làm được thì người đó thành tựu, bất luận nam nữ già trẻ. Quý vị xem công án của tông môn, lần trước có đề cập với chư vị lục tổ Huệ Năng của Thiền Tông ngộ nhập lúc 24 tuổi. Buông bỏ lập tức ngộ nhập. Chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức ngày ngày khô hơi rác cổ khuyên nhủ chúng ta. Lời này chúng ta nghe cả ngàn lần vạn lần, tâm họ thật sự có định công, như như bất động. Công nhận họ có định công, nghe đến ngàn vạn lần vẫn như không có gì xảy ra, không có cảm giác. Quý vị nói phải làm sao? Nhưng chư Phật Bồ Tát rốt cuộc vẫn là Phật Bồ Tát. Họ không nản lòng, không hề thoái chuyển, vẫn giúp đỡ, thì hiện đại từ đại bi. Chứng minh câu nói
ở trong nhà Phật không bỏ một ai. Phàm phu chúng ta không làm được. Họ có thể vì tất cả thế gian, tất cả chúng sanh, quảng là không có giới hạn, không có hạn chế, khai thị đạo thanh tịnh. Đạo thanh tịnh nghĩa là con đường xuất ly. Đạo thanh tịnh là Phật đạo. Trong bài kệ của thanh tịnh công đức Nhãn Bồ Tát, tự hành và hóa tha đồng thời, không có trước sau, nói rõ nội chứng và ngoại dụng, cũng không thể nghĩ bàn. Chư vị phải biết, rơi vào tư nghị liền có trước sau, liền có sai biệt. Vì sao vậy? Vì có sở hữu, không phải vô sở hữu. Tự hành và tự chứng lìa phân biệt, hóa tha cũng lìa phân biệt. Vĩnh viễn tương ưng với thanh tịnh đạo, đây là điều chúng ta cần phải học tập. Như thị thanh tịnh năng quán kiến, thanh tịnh công đức Nhãn Thiên Vương nhìn thấy. Cũng chính là pháp môn mà Ngài chứng được, chính là không sanh, không diệt, không đến, không đi, vô công dụng hành giải thoát môn. Trong kinh Trường Hàng, chúng ta từng nói rất tường tận. Mời xem tiếp bài kệ tiếp theo. Như Lai trí tuệ vô biên tế, nhất thiết thế gian mạc năng trắc, vĩnh diệt chúng sanh si ám tâm, đại tuệ nhập thử tâm an trú. Nói đến trí tuệ Như Lai, chư vị nhất định phải hiểu, chính là trí tuệ Bát Nhã vốn có trong tự tánh của chúng ta. Chư Phật Như Lai có, chúng ta cũng có. Đây là nói từ thể tánh. Nhưng trí tuệ chư Phật Như Lai khởi tác dụng, khởi tác dụng chi? Thấy chân tướng của hư không pháp giới. Khởi tác dụng này, tuy chúng ta có trí tuệ giống với Như Lai, không khởi tác dụng. Không khởi tác dụng, Đức Phật nói chúng ta có chướng ngại, nó ngăn trở tác dụng của chúng ta. Thực tế mà nói, chúng ta có khởi tác dụng chắc? Khởi, không phải không khởi. Chướng ngại không phải chướng ngại nó khởi dụng, là chướng ngại chúng ta phát giác nó khởi dụng,
Mọi người phải nghe hiểu điều này. Nếu chướng ngại này thật sự chướng ngại, nó không khởi tác dụng, vậy chướng ngại đó là thật. Sao có thể nói là giả? Đó là thật. Tác dụng đã bị chướng ngại, vậy không thể gọi là chân tánh. Chân tánh là mê ngộ nhất như. Nó khởi tác dụng gì? Trong kinh điển nói rất rõ ràng: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nó khởi tác dụng này. Hôm nay chúng ta mê, thử hỏi hư không pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu đến? Là tự tánh chúng ta hiện. Quý vị có thể nói nó không khởi tác dụng ư? Nó khởi tác dụng. Khởi tác dụng, vì sao nói chúng ta có chướng ngại? Khởi tác dụng chúng ta không biết, đây là tác dụng của tự tánh. Đây gọi là chướng ngại. Tự tánh của Phật và tự tánh của chúng ta khởi tác dụng như nhau. Phật biết mười pháp giới y chánh trang nghiêm là tự tánh khởi dụng. Chúng ta không biết thập pháp giới y chánh trang nghiêm là tự tánh khởi dụng. Có thể thấy tự tánh vẫn khởi dụng, không liên quan đến mê ngộ. Tức là không quan hệ gì đến mê và ngộ. Người ngộ vẫn ngộ điều này, người mê vẫn là mê điều này. Điều này vốn không liên quan đến mê và ngộ. Mọi người cần phải lãnh hội tường tận vấn đề này. Nếu lãnh hội được, mới biết vì sao Phật nói tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Quý vị sẽ hiểu, sẽ gật đầu. Phật nói không sai. Quả thật tất cả chúng sanh vốn thành Phật, chỉ là chúng ta không biết mình là Phật. Cho nên gọi là chướng. Chướng ở đâu? Chính là chướng ở đây. Trong kệ tụng câu thứ nhất nói rộng, không có biên tế. Câu thứ hai nói sâu, tất cả thế gian không thể đo lường được. Tất cả thế gian là chỉ hữu tình thế gian, chúng sanh trong lục đạo. Không hiểu rõ trí tuệ Đức Phật, nghĩa là không thấu triệt trí tuệ của tự tánh. Ngoài ra còn có trí chánh giác thế gian. Trí chánh giác là chỉ thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Phật là Phật trong mười pháp giới. Ngài cũng không thể đo lường được. Vì sao vậy? Vì Phật trong mười pháp giới chưa kiến tánh. Vẫn dùng A-lại gia thức, dùng tám thức 54 tâm sở. Cho nên Ngài không đo lường được. Như thế nào mới đo lường được? Ở trước nói phải lìa phân biệt, phải thấy tất cả pháp vô sở hữu, trí tuệ của tự tánh liền hiển lộ. Kinh Kim Cang đích thực là diệu pháp vô thượng.
Ở Trung Quốc từ xưa đến nay, không chỉ là tứ chúng đệ tử Phật, mà người đọc sách không học Phật trong xã hội, người không nói đến, không đọc đến Kinh Kim Cang, quá ít. Bộ kinh này quả thật là khai trí tuệ cho chúng ta. Nếu thật sự nắm bắt được cương lĩnh trong kinh, đối chiếu tường tận trong cuộc sống hàng ngày, mắt ta thấy tất cả sắc tướng, tai nghe toàn bộ âm thanh, mũi ngửi tất cả mùi hương, miệng nếm tất cả gia vị, ta lãnh hội từ đây. Lãnh hội tam tâm bất khả đắc, lãnh hội các pháp vô sở hữu, trong tông môn tham thiền như thế nào. Đây chính là phương pháp dụng công của họ, cho nên gọi là nghi tình. Nhất định phải thường so sánh giáo huấn của Phật với cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc được. Phải thường so sánh khi nào so sánh trên dưới thích hợp, khế hợp, tức là chứng quả, đã chứng quả, đây là khế nhập. Phương pháp tông môn dùng lý luận nguyên lý này thông tất cả các pháp môn. Cho nên đây là một nguyên tắc chung. Nhất định phải biết Đức Phật nói mới là chân tướng sự thật. Ngày nay chúng ta quan sát không giống lời Phật nói. Chư Phật nói tam tâm bất khả đắc, chúng ta cho rằng khả đắc. Phật nói các pháp vô sở hữu, chúng ta cho rằng tất cả các pháp hữu. Kiến giải của chúng ta hoàn toàn tương phản với Phật. Phật không hề dạy chúng ta, muốn ta phải vứt bỏ kiến giải sai lầm này, tiếp thu tri kiến của Ngài. Như vậy là Ngài ép buộc. Xỏ mũi người khác dắt đi, chúng ta chịu khuất phục chăng? Không chịu khuất phục. Đức Phật dùng phương pháp rất khéo léo nói ra, sau đó để chúng ta tự thân chứng. Ta thân chứng đúng như lời Phật nói, rất khâm phục. Ngài là người từng trải, cho nên quan sát tường tận cảnh giới, quan sát tuyệt đối, đừng dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước vĩnh viễn không thấy được. Phải như thế nào? Phải lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước mà quan sát.
Như vậy ta có đường để vào. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhà Phật gọi là tham. Nhà Phật không gọi nghiên cứu, gọi là nghiên cứu. Nghiên cứu là người thế gian. Phàm là nghiên cứu. Nghiên cứu chưa lìa tâm ý thức. Tâm ý thức là gì? Tâm là A-lại-da, vọng tưởng. Ý là mạt na, chấp trước. Thức là đệ lục ý thức, phân biệt. Chưa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, gọi đó là nghiên cứu. Đức Phật dạy chúng ta lìa tâm ý thức tham, gọi là tham cứu. Tham cứu, quý vị không biết tham. Ở đây chúng ta nói rất rõ ràng, không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước, gọi là tham. Bây giờ có người nói trực giác, dùng phương pháp trực giác, thấy sắc nghe âm thanh, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, dùng phương pháp này. Đây là nguyên lý, nguyên tắc tu hành của thiền tông. Chúng ta niệm Phật cũng có thể dùng phương pháp này trợ giúp, giúp ta nhìn thấu, giúp ta buông bỏ. Không những công phu niệm Phật đắc lực, đích thực có thể giúp ta chứng được nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm là thiền định. Lý nhất tâm chính là cảnh giới trong kinh nói. Chư vị tổ sư đại đức nói với chúng ta, sự nhất tâm vãng sanh vào cõi phương tiện. Lý nhất tâm vãng sanh vào cõi thật báo. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở đó tu hành thành Phật, thời gian rút ngắn rất nhiều. Quý vị từng thấy trong kinh, tu hành ở thế giới Ta Bà một ngày bằng tu hành ở thế giới Tây Phương Cực Lạc 100 năm. Điều này giải thích như thế nào? Chính là ý này. Cảnh duyên ở đây vô cùng ác liệt. Có thể sống trong môi trường ác liệt này, quần ma loạn phủ, trong sự cám dỗ khủng khiếp như thế, quý vị có thể không động tâm? Có thể không bị ô nhiễm? Thử nghĩ xem công phu này thâm hậu biết bao, thiện căn phước đức sau này sâu xa biết bao. Vì thế tu hành ở đây một ngày bằng tu hành ở thế giới Tây Phương Cực Lạc 100 năm. Nhưng ngược lại, nếu không vượt qua được sự cám dỗ, ở đây bị đào thải rất nhanh. Ở đây lên nhanh mà xuống cũng cực kỳ nhanh. Không như ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tu hành rất an ổn, cũng không thể lên nhanh, nhưng tuyệt đối không đọa lạc. Ở đó rất an toàn, ở đây biến hóa đa đoan. Vì thế chư vị thử nghĩ xem, rốt cuộc ngày ngày ta lên hay xuống?
如何能保持自己不堕落呢？诸位祖师苦hơi rắc cổ dạy chúng ta câu Phật hiệu này đừng rời khỏi miệng. Phương pháp này quả thật rất tuyệt diệu. Từ sáng đến tối A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, như vậy sẽ không tạo khẩu nghiệp. 24 tiếng đồng hồ A-di-đà Phật không gián đoạn. Vừa đoạn A-di-đà Phật, khẩu nghiệp lập tức khởi lên. Phương pháp này rất hay. Miệng niệm Di-đà, tâm vẫn khởi vọng niệm. Đừng lo, không sao. Đối với tam nghiệp, ít nhất hiện tại ta không tạo khẩu nghiệp. Sau khi niệm thuần thục, ý nghiệp liền chuyển theo khẩu nghiệp. Khẩu dễ tạo nghiệp nhất. Bắt đầu hạ thủ từ đây. Trị bệnh phải trị bệnh nặng nhất trước. Nói quý vị đừng nói chuyện. Không nói chuyện cũng rất khó chịu. Dạy quý vị niệm Phật A-di-đà, điều này quá hay. Tốt hơn không nói chuyện nhiều. Bởi vậy phương pháp này quả thật vô cùng vi diệu. Do đây có thể biết, người biết niệm Phật niệm như thế nào. Lúc tâm không sanh vọng tưởng, có thể không niệm. Vọng tưởng vừa khởi lên, liền dùng A-di-đà Phật thay đổi vọng niệm này. Đây gọi là người biết niệm Phật. Nhưng trong này còn có một tầng nói với hàng phàm phu. Phàm phu không rơi vào vọng tưởng thì rơi vào vô minh. Điều này rất phiền phức. Vọng tưởng khởi lên phải niệm Phật đánh tan vọng tưởng. Vô minh khởi lên cũng niệm Phật đánh tan vô minh. Như vậy suốt ngày ta không được ngừng câu Phật hiệu này. Nếu ngừng, ta không rơi vào vọng tưởng, cũng rơi vào vô minh. Chúng ta dùng công phu như thế nào? Quý vị đã hiểu. Hiệu quả của công phu đắc lực. Câu thứ ba nói vĩnh diệt chúng sanh si ám tâm. Si ám là ngu si. Vĩnh diệt si ám há chẳng phải khai trí tuệ ư? Chỉ có trí tuệ khai mới diệt được si ám. Không còn ngu si. Nói cho chư vị biết, tham sân phiền não đều không còn. Vì sao ta có phiền não chướng? Vì sao có sở tri chướng? Vì ngu si. Vì thế đoạn tận ngu si, nhổ sạch mọi chướng ngại từ căn bản. Trí tuệ sâu rộng vô hạn trong tự tánh của chúng ta đều hiện tiền. Đại tuệ Bồ Tát an trú thâm sâu cảnh giới này. Không những Ngài khế nhập cảnh giới này mà còn nhập rất sâu.
Đây là trí tuệ tự tánh hiện tiền. Trong văn Trường Hàn, Ngài đạt được hiện kiến nhất thiết pháp chân thật tướng trí tuệ hải. Tụng văn tán thán của Ngài hoàn toàn tương ưng với pháp Ngài chứng được. Trong kệ tụng tán thán lại nhắc nhở chúng ta, giúp chúng ta học tập. Mời xem tiếp bài kệ bên dưới. Như Lai công đức bất tư nghị, chúng sanh kiến giả phiền não diệt, phổ sự thế gian hoặc an lạc, bất động tự tại thiên năng kiến. Trong bài kệ này, là tán tụng bản thân Ngài đắc chữ chúng sanh vô biên an lạc, đại phương tiện định. Ngài khế nhập từ đây, khế nhập từ pháp môn này. Câu thứ nhất nói, Như Lai công đức bất tư nghị. Công đức này chính là tán thán tự tánh bổn định. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, đại định thủ Lăng Nghiêm. Đại định thủ Lăng Nghiêm là tánh định. Chỉ có đại định khởi dụng mới gọi là công đức. Công đức này là lợi ích tất cả chúng sanh. Cho nên chúng sanh thấy Ngài phiền não diệt. Mọi người thử nghĩ xem, công đức bất tư nghị tu như thế nào? Thị hiện làm tấm gương cho tất cả chúng sanh là công. Ta đang tu công, tuy thị hiện làm tấm gương, bản thân lại không chấp trước. Hiện tướng vì chúng sanh, khi hiện tướng, đức tướng ly tướng. Ly tướng là đức. Lìa tướng là lìa tướng của vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Làm gương, làm điển phạm cho hết thảy chúng sanh, bản thân lại không chấp tướng. Đây là tự công đức, không thể nghĩ bàn. Tức tướng lìa tướng chính là bất tư nghị. Vì sao vậy? Ở trước từng nói, tướng tức phi tướng, phi tướng tức tướng. Đây là cảnh giới bất tư nghị. Chúng sanh thấy rồi giác ngộ,
Chúng ta dùng ví dụ nổi bật nhất để nói, chúng sanh tham tài, ta không tham tài, đây chính là thị hiện. Ta thị hiện cho họ thấy chúng sanh sống cùng ta lâu ngày, họ cũng học theo. Tham tài là phiền não, tham sắc cũng là phiền não, tham hưởng thụ cũng là phiền não. Mọi thứ ta đều làm cho chúng sanh thấy không tham gì cả. Thứ mình có, khi người ta cần đều có thể bố thí, không keo kiệt. Đây chính là tu công đức. Người thế gian tu tập với nhau, ông Trương thế này, bà Lý thế nọ, đủ chuyện thị phi. Quý vị thì hiện cùng giao tiếp với mọi người, miệng không nói lời ác, tiếp xúc với mọi người miệng mỉm cười một câu A Di Đà Phật. Bất luận người ta nói gì đều A Di Đà Phật. Hay, tâm quý vị thanh tịnh biết bao, lâu dần người ta đều gọi quý vị là Phật A Di Đà. Quý vị chính là Phật A Di Đà, không nói lời vô ích. Người ta hỏi đạo, thấy họ có thể tiếp xúc, hãy nói với họ vài câu. Không thể nói, hoặc là nói mà họ không hiểu, A Di Đà Phật là được. Họ nghe A Di Đà Phật, một khi nghe qua tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo, vậy là đã độ họ. Trong đời này đến thế gian để làm gì? Đến để biểu diễn, chính là đến độ chúng sanh. Biểu diễn chúng ta cũng phải học chư Phật Bồ Tát Tam Luân Giáo Hóa, phải có tâm. Tâm gì? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Phải có tâm này. Quý vị không có tâm này sao được? Phải có sự. Sự chính là thân khẩu, làm gương cho người noi theo. Cho nên chúng sanh thấy họ phiền não diệt, chúng sanh thấy, phải nhìn thấy nghiệp chướng chúng sanh này nặng hay nhẹ. Nghiệp chướng nhẹ, nhìn vài lần nghiệp chướng của họ liền tiêu diệt, họ liền khai ngộ. Trong Lục Tổ Đàn Kinh ghi chép, mấy người học trò trong hội Lục Tổ, đó là người phiền não nhẹ. Theo học với Ngài chưa bao lâu, họ được diệt trừ phiền não, liền khai ngộ. Có một vài người phiền não nặng, theo học với Ngài 10 năm, 20 năm, 30 năm, phiền não vẫn chưa diệt. Tuy chưa diệt, nói cho chư vị biết, phiền não đã giảm nhẹ. Ngày nay chúng ta học Phật có thể làm được phiền não nhẹ, tức có tiến bộ rất lớn. Đây là điều bản thân chúng ta phải thường xuyên bình tĩnh để phản tỉnh. Tam nghiệp chúng ta tạo ra,
phải chăng ngày ngày đang giảm nhẹ? Nếu quả nhiên tam nghiệp sở tạo ngày càng nhẹ, tiến bộ của mình rất nhanh. Nếu nói mỗi ngày, ngày ngày giảm một chút, tôi dám bảo đảm 3 năm quý vị thành Phật, 3 năm sẽ đại triệt khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Thật tuyệt vời. Ngày ngày đang giảm nhẹ, người như vậy, nói thật họ không phải phàm nhân. Phàm nhân khi nào có thể nhìn thấy tiến bộ? Một năm một ít hơn, năm nay tốt hơn năm ngoái một chút, nghĩ lại thấy năm ngoái tốt hơn năm trước nữa, phàm phu. Mức độ tiến bộ quá chậm, suốt đời rất khó có cơ duyên khai ngộ. Nếu có thể cảm nhận được mỗi tháng mỗi tốt hơn, trong đời này ta có cơ hội khai ngộ. Không nhất định là 10 năm hay 20 năm. Tôi thấy cổ đức có người 30 năm, 40 năm, 50 năm mới khai ngộ. Đó chính là mỗi tháng mỗi tiến bộ. Đời này có thể khai ngộ. Nếu nói mỗi tuần đều có tiến bộ, xin chúc mừng quý vị, tôi thấy không quá 10 năm, không ngoài 10 năm, ngày ngày có tiến bộ, nhất định không có 3 năm. Chúng ta làm như vậy là bản thân được đại lợi ích. Chúng sanh nhìn thấy họ có thể đoạn phiền não, khiến cho khắp thế gian đạt được an lạc. Tức là ngày nay chúng ta nói lợi ích xã hội và lợi ích chúng sanh. Bản thân tu trì sẽ lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Tu học như thế, nói cho chư vị biết là bố thí pháp. Trên thực tế, tuy ta không chăm sóc chúng sanh, nhưng như vậy chính là chăm sóc chúng sanh. Như vậy là lợi ích xã hội, điển hình cho xã hội, tấm gương của chúng sanh. Chúng ta học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, nhất định phải tìm một tấm gương. Việc tu học của mình sẽ thuận lợi hơn, vì mình có một mô thức, có một tấm gương tốt để học theo. Trước đây, thân cận thầy Lý Bính Nam, thầy dạy tôi như vậy. Lúc đó tôi vẫn chưa xuất gia. Thầy rất coi trọng điều này. Quý vị học kinh điển, học giới luật, nếu không có tấm gương ở ngay bên cạnh mình, việc tu học quả thật rất khó khăn. Kinh Hoa Nghiêm hay ở đâu, sau khi nói lý luận và phương pháp với quý vị, dùng thiện tài đồng tử, dùng 53 vị thiện tri thức làm gương, ta có thể học tập theo họ. Những người này đã thực hành Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm vào cuộc sống như thế nào? Ngày xưa thầy Phương Đông Mỹ rất tán thán điều này. Hoa Nghiêm là triết học khái luận hay nhất, toàn thế giới không tìm ra sách giáo khoa hay như thế. Có lý luận, có phương pháp, còn có biểu diễn,
53 lần tham vấn là biểu diễn, thể hiện cho chúng ta thấy. Thế gian có rất nhiều phương pháp đều không tách rời nguyên tắc này. Quý vị xem bây giờ, chúng ta tạo tượng Phật, tạo một tượng trước tiên phải làm mô hình, làm mẫu, sau đó y theo đó mà tạo. Có thể thấy đối với chúng ta mà nói, mô hình này rất quan trọng. Nhất định phải có khuôn mẫu tốt. Ngày xưa, chư vị đọc sách đều biết Mạnh Tử thành tựu như thế nào. Nhờ mẹ chăm sóc. Người mẹ chăm sóc như thế nào? Tìm gương tốt cho ông. Thấy môi trường sống không tốt, con cái tiếp xúc không tốt, lập tức dọn nhà. Mẹ Mạnh Tử 3 lần dọn nhà. Bà hiểu rõ đạo lý này. Đương thời, thầy Lý khuyên chúng tôi. Vì lúc đó còn làm cư sĩ tại gia. Thầy đặc biệt nhắc đến 2 người. Cổ nhân từng học Tô Đông Pha. Người bây giờ đừng học Lương Khải Siêu. Vì sao đừng học? 2 vị này đều là nhà Phật học. Quả thật, đối với Phật Pháp, họ thông đạt mọi kinh luận, nói cũng rất trôi chảy, nhưng không thực hành. Cho nên không được lấy họ làm gương. Phải tìm một người thành tựu thật sự để làm gương. 2 người họ vẫn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi. Trong sách sử đều có ghi chép điều này. Năm đó, thầy Lý khuyên tôi học theo Đại sư Ấn Quang, lấy Đại sư làm tấm gương. Đại sư Ấn Quang không còn nữa, nhưng văn sao của Ngài còn. Thường xem văn sao, đọc văn sao, tư duy văn sao, y giáo phụng hành. Như vậy chính là học tập theo Ngài. Thầy khuyên tôi như thế vì chính bản thân thầy cũng học Đại sư Ấn Quang. Thầy là học trò của Ngài. Thầy Lý vô cùng khiêm tốn, xem tôi như đồng học. Chúng tôi đều là học trò của Đại sư Ấn Quang. Thầy dùng địa vị của một người anh để dạy tôi, giúp tôi. Đây là bậc đại đức người bình thường không làm được. Về sau, tôi đi giảng kinh rất nhiều nơi. Tôi khuyên đồng học tìm tấm gương tốt. Tìm ai? Tôi không giới thiệu Đại sư Ấn Quang, mà giới thiệu Phật A-di-đà. Phật A-di-đà ở đâu? Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chính là Phật A-di-đà. Nếu có thể thường đọc tụng bộ kinh này, tư duy kinh này chính là nhớ Phật.
y giáo phụng hành. Như vậy là học theo Phật A Di Đà, làm đệ tử của Ngài. Làm đệ tử Phật A Di Đà phải thật sự học theo Ngài mới là đệ tử của Ngài. Chúng ta ngày ngày tụng kinh, ngày ngày xướng Phật như ca hát vậy, không thực hành, đây không phải là đệ tử Phật A Di Đà. Đệ tử Phật Di Đà nhất định phải y giáo phụng hành. Đức Phật dạy ta làm gì, chúng ta ngoan ngoãn làm theo. Ngài dạy không được làm, chúng ta tuyệt đối không làm. Như vậy mới là đệ tử Phật. Vì thế phải làm thật, y giáo phụng hành. Hiệu quả hai câu trong bài kệ nhất định hiện tiền. Chúng ta tiếp cận quý vị, mặc dù căn tánh rất chậm lục, thời gian lâu, hoặc khi quý vị vãng sanh, họ đột nhiên giác ngộ, biết quý vị là tấm gương tốt, họ sẽ nhớ đến và học theo quý vị, phiền não cũng diệt. Trong thế gian, nhiều người như vậy học theo quý vị, xã hội được an định, nhân dân an lạc. Cho nên, một người tinh tấn tu học có thể khiến chúng sanh đoạn phiền não, có thể khiến thế gian được an lạc. Đây là thật, không phải giả. Bất động quang tự tại thiên vương nhìn thấy, Ngài chứng được, Ngài tu học thành tựu bằng phương pháp này. Dùng phương pháp này tự lợi lợi tha. Xem tiếp bài kệ bên dưới. Bài thứ 6: chúng sanh si ám thường mê phục, Như Lai vi thuyết tịch diệt pháp, thị tắc chiếu thế trí tuệ đăng, diệu nhãn năng tri thử phương tiện. Pháp môn diệu trang nghiêm nhãn thiên vương đạt được là linh quán tịch tịnh pháp diệt, chư si ám bố giải thoát môn. Câu thứ nhất là lời rất cảm thán chúng sanh si. Nặng nhất và cũng khó đoạn nhất trong ba độc phiền não tham sân si. Tuy phiền não tham sân rất nặng, nhưng so ra dễ đoạn hơn. Chỉ có phiền não si, cổ nhân có ví dụ, ví nó với sự vương vấn không dứt, như cắt hai củ sen, nhưng sợi tơ của nó vẫn dính vào nhau. Nói rõ si rất khó đoạn. Vì chúng sanh có ngu si, thường mê thất tự tánh, mê
cũng chính là chân tâm của chúng ta bị ngu si che khuất. Tướng của si là mê, họ không giác ngộ. Si mê, chúng sanh si mê, làm sao có chuyện không tạo nghiệp? Quý vị muốn hỏi, tham sân sanh khởi từ đâu? Sanh khởi từ si. Nếu một người không ngu si, có trí tuệ, họ tuyệt đối không tạo nghiệp, chắc chắn không có phiền não tham sân khởi hiện hành. Phàm có thị phi nhân ngã, phiền não tham sân khởi lên đều do ngu si chi phối. Đây là nghiệp nhân căn bản khiến chúng sanh trôi lăn trong luân hồi lục đạo vô lượng kiếp không ra khỏi được. Căn bản gì? Đức Phật từ bi, vì sao Ngài xuất hiện tại thế gian này? Ngài thị hiện là vì vấn đề này. Phật vì chúng sanh nói pháp tịch diệt, đây chính là pháp môn. Thiên phương tu hành, Ngài quán tịch tịnh là được giải thoát. Giải thoát nghĩa là ra khỏi luân hồi, vượt thoát mười pháp giới. Phật nói pháp tịch tịnh cho chúng ta. Tịch tịnh là bản thể của tự tánh. Cũng chính là bản thể của chân tâm. Chân tâm ở đâu? Chân tâm là gì? Trong Hội Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Tôn giả A Nan biểu diễn cho chúng ta thấy. Kết quả biểu diễn là gì? Kết quả là bất khả đắc. Bảy chỗ trừng tâm liệu bất khả đắc. Có chân tâm chăng? Có. Vì sao bất khả đắc? Vì nó là tướng tịch tịnh. Do đây có thể biết, tịch tịnh chính là chân tâm. Quý vị cho rằng chân tâm là gì? Tận hư không biến pháp giới chính là một pháp tịch tịnh. Thể của hư không pháp giới là tịch tịnh, xưa nay chưa từng dao động. Kinh Quán Luận nói đến tám cái không là pháp tịch tịnh. Chúng ta có chăng? Có. Chỉ cần không khởi vọng tưởng, pháp tịch diệt liền hiện tiền. Vọng tưởng là si mê, vọng tưởng là động, không phải tịch tịnh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là động. Vọng tưởng là vô minh,
Động vi tế không phải pháp tịch tịnh. Động của phân biệt thô hơn, chấp trước càng thô. Chấn động rất lớn. Diễn biến thành tướng của động là gì? Là tham sân, ngạo mạn, đố kỵ. Đây là tâm mình đang động, biến hóa đa đoan, đánh mất tịch tịnh. Đánh mất là tướng tịch tịnh tạm thời không có. Tịch tịnh có động chăng? Không động. Trong kinh, Đức Phật đưa ra một ví dụ rất hay. Ngài ví tịch tịnh như nước, ví si mê và tham sân như sóng. Chúng ta biết sóng tức là nước, nước chính là sóng. Nước và sóng không tách rời nhau. Nhưng tánh của nước tịch tịnh. Tuy nước động theo sóng, tánh của nước vẫn tịch tịnh. Chỉ cần ta bất động, nó lập tức tịnh. Tịnh là thật, là trạng thái bình thường. Động không phải trạng thái bình thường, là hư vọng, là tạm thời. Chúng ta lãnh hội tường tận từ ví dụ này. Chỉ cần sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, chúng ta không làm được không phân biệt, không chấp trước. Phân biệt ít, chấp trước ít, khởi vọng tưởng ít, chúng ta hạ thủ từ ít. Mỗi năm mỗi ít, mỗi tháng mỗi ít, mỗi tuần mỗi ít, sau đó mỗi ngày mỗi ít. Xin chúc mừng, quý vị đã thành công. Đã khế nhập cảnh giới, vì đang sống cuộc đời như chư Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sống như thế nào? Sống cuộc sống của Phật Bồ Tát không có gì khác với chúng ta. Điều khác là cuộc sống của Phật Bồ Tát biết trước nước tức là sống, sống tức là nước. Họ biết rõ ràng, không hề chướng ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Động tịnh không hai, động tịnh nhất như. Phàm phu chúng ta như thế nào? Động không phải tịnh, sống không phải nước, nước không phải sống. Họ nghĩ như thế. Vì thế họ lý sự có ngại, sự sự có ngại. Chư vị suy nghĩ tường tận mấy câu này. Đức Phật nói pháp tịch diệt. Đâu là pháp tịch diệt? Không có một pháp nào không phải pháp tịch diệt. 84,000 pháp, vô lượng pháp môn, mỗi pháp môn đều là pháp tịch diệt. Kinh Kim Cang nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Trong kinh luận cũng thường nói vô lượng pháp môn đều quy về một mục đích. Quy về đâu? Quy về tịch tịnh. Chư vị phải biết pháp là phương pháp tu học, phương pháp sinh hoạt. Chúng ta nói phương pháp tu học, có rất nhiều người nghe không hiểu. Vì sao vậy? Vì họ tách rời việc tu hành với cuộc sống của chúng ta, họ không liên kết được. Vì thế phải biết
Nhà Phật nói đến phương pháp tu học chính là phương pháp sinh hoạt, phương pháp làm việc hàng ngày, phương pháp xử sự đối nhân tiếp vật. Đây là phương pháp tu học. Nếu tách việc tu học ra khỏi cuộc sống, dù tu suốt cuộc đời cũng không nhập môn. Cổ nhân nói, quý vị tu đến năm lừa cũng không thể thành tựu. Hãy thử nghĩ xem, trong 12 con giáp có 5 con lừa chăng? Điều này nói cho quý vị biết, quý vị không có hy vọng. Ta hoàn toàn sai lầm. Phải hiểu rõ ràng hàm nghĩa của hai chữ tu hành này. Tu hành chính là công việc. Xử sự, giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tư tưởng hành vi đều tương ưng với tịch tịnh. Pháp tịch tịnh chính là thiền định. Pháp tịch tịnh là tâm thanh tịnh. Hiện tại chúng ta nói 5 loại: tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, đều là pháp thanh tịnh. Chúng ta triển khai hai chữ này thành 10, chữa mọi người dễ hiểu hơn. Tất cả đều gọi là pháp tịch tịnh. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều tu định. Chúng ta niệm Phật A-di-đà. Niệm Phật A-di-đà là tu gì? Nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chẳng phải là pháp tịch tịnh ư? Trong Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn nói, pháp môn niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền. Thế Tôn nói câu này có dụng ý rất sâu, nói với chúng sanh thời mạt pháp, căn tánh của chúng ta tham thiền không thể được định. Nghĩa là dùng phương pháp tham thiền chúng ta không thành công. Đổi thành phương pháp niệm Phật, chúng ta có thể được định. Hay nói cách khác, mục tiêu và phương hướng của chúng ta không hề thay đổi. Phương pháp thay đổi và thủ đoạn thay đổi. Chúng ta dùng câu Phật hiệu này. Ở trước từng nói với chư vị, khởi tâm động niệm không lìa câu Phật hiệu. Ý niệm vừa khởi lên, bất luận là niệm thiện hay niệm ác, cũng đừng phân biệt, đừng chấp trước, đừng quan tâm đến nó. Niệm thứ hai là A-di-đà Phật, chuyển đổi ý niệm. Đây gọi là biết niệm Phật. Đây gọi là biết dụng công. Nếu áp dụng phương pháp này, phiền não của quý vị tự nhiên mỗi năm mỗi nhẹ. Mỗi tháng mỗi nhẹ, thậm chí mỗi tuần mỗi nhẹ. Bản thân có thể cảm nhận được, người khác cũng có thể nhận ra. Người ta nhìn từ đâu, trí tuệ của quý vị khai mở. Trí tuệ tăng trưởng, phiền não ít một phần, trí tuệ tăng một phần. Hắc ám giảm một phần, quang minh hiển hiện một phần. Đạo lý là như vậy. Trí tuệ khai, đặc biệt là các thầy trẻ tuổi học giảng kinh, thể hội này rất rõ ràng.
triển khai kinh điển Trí Tuệ Khai, không cần tham khảo chú giải của cổ đức, tất cả đều thông suốt. Lúc này quý vị thích nói sao thì nói cạn, nói sâu, nói dài, nói ngắn đều rất tự tại. Vì sao vậy? Vì có trí tuệ. Vì sao bây giờ trí tuệ chưa khai? Vì phiền não chướng ngại. Si mê chướng ngại. Cho nên chúng ta biết Thế Tôn nói tất cả pháp, không có pháp nào không phải pháp tịch diệt. Thị tắc chiếu thế trí tuệ đăng, ý nghĩa tương đồng với bài kệ trước. Ở trước nói chúng sanh thấy Ngài phiền não diệt, khiến khắp thế gian được an lạc. Câu ở đây bao hàm ý nghĩa hai câu trước. Nếu chúng ta có thể nghe hiểu pháp môn Đức Phật nói, tất cả pháp cũng được, một pháp môn cũng không sao. Chỉ cần ta nghe hiểu, thậm chí bốn câu kệ trong kinh, thậm chí một hai câu kệ, nếu thật sự nghe hiểu, đều phá mê khai ngộ. Suốt đời thọ dụng không cùng. Đây là thật. Như thế nào gọi là nghe hiểu? Tiêu chuẩn của hiểu là làm được. Nếu nghe mà không làm được, chưa hiểu. Đây là thật. Nếu là hiểu, sao có chuyện không thực hành? Vì sao vậy? Thực hành sẽ thành Phật, thực hành sẽ thoát ly khổ hải, thoát ly luân hồi lục đạo. Sao ta có thể không thực hành? Không có đạo lý này. Ta vẫn không chịu thực hành, chắc chắn là chưa nghe hiểu. Quý vị nói tôi không tin, tôi đã nghe hiểu, tôi cũng nói được, máy ghi âm đều nghe hết, không sót chữ nào, còn cao minh hơn quý vị, máy ghi âm có hiểu chăng? Không hiểu. Quý vị nói mình nghe hiểu, vẫn không bằng máy ghi âm. Máy ghi âm ngày ngày đang nghe pháp, nó có thể thành Phật chăng? Nó không thể thành Phật. Vì sao không thể thành Phật? Vì không hiểu. Quý vị hiểu rồi hay chưa hiểu? Phải dùng phương pháp này để kiểm nghiệm. Khi tôi mới học Phật, thảo luận với Đại sư Chương Gia về điều này, chính là sự của tri và hành. Ngài nói với tôi, Phật giáo đúng là khó hiểu dễ hành. Vì sao vậy? Hành chính là quán niệm, trong một niệm thay đổi ý niệm liền siêu phàm nhập thánh, dễ hành. Khi niệm Phật, Kinh Di Đà nói, nếu một ngày cho đến bảy ngày, liền có thể vãng sanh. Vãng sanh ở mức độ nào? Thượng thượng phẩm vãng sanh. Có gì khó đâu? Khó ở đâu? Khó ở chỗ ta không hiểu.
Đức Phật nói pháp cho chúng sanh suốt 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, tận tâm tận lực, được mấy người hiểu, người hiểu đều thành tựu, đều chứng quả. Người không hiểu cứ từ từ. Trường hợp này trong kinh Phật gọi là người thuần thục độ trước. Thuần thục là người căn tánh thuần thục. Căn tánh thuần thục là người nghe hiểu, họ được độ trước, vượt thoát mười pháp giới, họ làm Phật, làm Pháp Thân Đại Sĩ. Không hiểu, chúng ta nhất định phải nhớ điều này. Chúng ta làm không được, tức chưa hiểu. Ta có thái độ tu học này mới thành tựu được. Vì sao vậy? Biết mình không được, không hiểu. Nếu chưa hiểu mà cho rằng đã hiểu, cửa ngộ của quý vị bị chướng ngại. Hay nói cách khác, đời này không hy vọng khai ngộ. Quý vị tự cho rằng đã hiểu. Đây là căn bệnh rất nặng trên con đường cầu học. Một vị thầy dạy học sinh, quan sát học sinh, xem học sinh có thật sự hiểu chăng, có thành tựu chăng, đều quan sát trên các phương diện này. Học sinh này có dạy được chăng, cũng quyết định ở đây. Nghĩa là quý vị có thể khiêm tốn, biết mình không hiểu, thầy sẽ dạy quý vị. Tự cho là hiểu, thầy không dạy. Vì sao vậy? Dạy cũng vô ích, không thâm nhập được. Họ đã đầy, không tiếp thu thêm được. Học sinh đọa lạc, thầy cũng hết cách. Tôi cũng từng thỉnh giáo thầy Lý những vấn đề này. Thầy Lý lắc đầu hết cách. Thầy nói rất hay, căn tánh này không những ta không cứu được, Phật đến cũng không cứu được. Tôi thấy lời thầy nói rất có lý. Vì sao vậy? Vì người học tự mãn. Tự cho mình hiểu, thầy còn cách gì khác? Đến đây là chấm hết, không sao nói tiếp được. Vì sao vậy? Vì quý vị đã hiểu. Học sinh thật sự chưa làm được là mình chưa hiểu, phải cầu thầy giúp đỡ. Bởi vậy tiêu chuẩn đặt ở chỗ ta có làm được chăng. Hiểu được nhiều hay ít là xem quý vị thực hành được bao nhiêu. Hiểu một phần thì là một phần, chắc chắn. Quý vị hiểu được 10 phần, nhất định là 10 phần. Đây là sự thật. Tương lai quý vị học giảng kinh thuyết pháp quán cơ, đây là một nguyên tắc quán cơ quan trọng. Nhưng thực tế mà nói, muốn giúp người khác, trước tiên phải thành tựu chính mình. Trong hàng Bồ Tát, ai không thành tựu chính mình, sau đó mới giúp người? Bản thân thành tựu, bất luận nhiều hay ít, cần phải có một chút thành tựu, như vậy mới có thể giúp người. Nếu bản thân không có chút thành tựu nào, ta không sao giúp được người khác.
không những không thể giúp người khác, ngược lại còn sợ bị chúng sanh độ mất. Quý vị không độ được chúng sanh, còn bị chúng sanh độ. Hôm nay tôi nghe một đồng tu nói, có một vị xuất gia tu hành rất tốt, ở trên núi đã nhiều năm, không nói một câu. Đúng là hiện hộ khẩu nghiệp không nói lỗi người. Tịnh ngữ được bao nhiêu năm? Về sau bị người ta phát hiện, mời ông hạ sơn. Nghe nói không bao lâu ông hoàn tục hạ sơn, còn sanh con đẻ cái, chẳng phải đã bị người độ mất ư? Có thể thấy vấn đề này không dễ. Khó khăn vô cùng. Cho nên chúng ta tu hành, nền tảng không vững vàng, không được xa thề. Xa thề liền xảy ra phiền phức. Lúc tôi học Phật, thầy Lý yêu cầu tôi học với thầy 5 năm. Tôi nhận ân đức của thầy sâu sắc, được lợi ích của ngài. Thầy yêu cầu tôi 5 năm, tôi tự động kéo dài thêm 5 năm. Vậy là theo thầy 10 năm. Mười năm mới xa thầy. Bản thân nhất định phải biết, nền tảng phải vững chắc, phải ổn định. Lìa xa thầy, quý vị đi vào xã hội, xã hội muôn màu muôn vẻ. Có thể nói là môi trường quần ma loạn vũ. Quý vị có thể chống chọi được hoàn cảnh này, không dao động, không thoái chuyển, không dễ chút nào. Ở trong này đoạn phiền não, tăng trưởng trí tuệ, đây là thành tựu. Pháp môn này diệu nhãn năng tri thử phương tiện. Pháp Phật nói đều là pháp phương tiện, cho nên ở đây dùng phương tiện. Mời xem tiếp bài kệ thứ 7. Như Lai thân tịnh diệu sắc thân, phổ hiện thập phương vô hữu tỷ, thử thân vô tánh vô y xứ, thiện tư duy thiên sở quan sát. Hai câu trước là khéo nhập cảnh giới vô biên. Như Lai thân tịnh diệu sắc thân, đây là thân gì? Là pháp thân. Trong kinh điển Đại Thừa, chư vị thường đọc đến thanh tịnh pháp thân Phật, chính là ý này. Pháp thân là thể, pháp thân không có tướng. Pháp thân tức ở trước nói đến pháp tịch tịnh. Pháp cũng không được cần nó, cần một pháp lại chấp tướng, chính là tịch tịnh. Tịch tịnh chính là pháp thân của chúng ta. Giới khoa học hiện đại nói tịch tịnh là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Nó có thể hiện tất cả tướng,
Cho nên phổ hiện thập phương không gì có thể sánh với nó. Vì sao vậy? Vì nó có thể hiện. Tất cả pháp đều do nó hiện ra. Sở hiện không thể sánh với năng hiện. Sao có thể sánh được? Trong mười phương thế giới, có thể nói là tận hư không biến pháp giới. Ở đâu có cảm, nó liền có ứng. Ứng này là tự nhiên, không phải tác ý. Tương lai chư vị thành Phật cũng giống như chư Phật Như Lai vậy. Ở đâu có cảm, quý vị hiện thân đến đó nói pháp, tuyệt đối không có. Ở đó có cảm, mình phải đến đó. Vậy là sai. Quý vị là phàm phu, không thể thoát khỏi luân hồi lục đạo, không thoát khỏi mười pháp giới. Cảm ứng là tự nhiên, tuyệt đối không có khởi tâm động niệm. Cảm ứng của khởi tâm động niệm là cảm của tình cảm, đó là si mê, không phải pháp tịch tịnh. Tịch tịnh là tận hư không biến pháp giới. Tướng lớn của tịch tịnh, tận hư không biến pháp giới là tịch tịnh biến hiện ra. Điều này quả thật rất khó hiểu. Tịch tịnh chính là diệu sắc thân. Thanh tịnh diệu sắc thân, diệu sắc không có sắc. Vì sao gọi là diệu sắc có thể hiện các sắc? Cho nên gọi là diệu. Như trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng nói, bổn lai vô nhất vật. Cũng là hình dung thanh tịnh pháp thân. Là thể của năng hiện. Thiền sư Hòa Nhượng nói, nó giống như một vật, tức không phải trong đó. Cũng là nói ý này. Lời hai ngài nói không giống nhau, nhưng đều là một vấn đề. Nghĩa là sao? Nghĩa là bình thường chúng ta nói đến chân tâm, tự tánh, bổn tánh. Ở đây gọi là thanh tịnh. Tùy loại hiện thân, không những hiện thân hữu tình, nó cũng có thể hiện thân vô tình. Thân vô tình ngày nay chúng ta gọi là vật chất và khoáng vật, còn bao gồm hiện tượng tự nhiên, cũng có thể hiện thân duyên giác. Hiện thân thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Đức Thế Tôn nói, đáng dùng thân gì để độ, nó liền hiện thân đó. Hiện thân không phải ý, không có ý. Có ý nghĩa là si mê. Hàng phàm phu chúng ta bất luận làm gì có ý, rơi vào trong si mê, không tương ưng với thanh tịnh.
Chư vị nói không có ý có thành công chăng? Ý chuyển thành trí. Gọi là chuyển bát thức thành tứ trí. Họ dùng là trí không phải ý. Trí vô phân biệt. Trí vô sở hữu. Nên nhớ, vô sở hữu và vô phân biệt là trí. Có phân biệt, có sở hữu là si mê, rơi vào trong ý thức. Rơi vào ý, vậy là có so sánh, có cái để so sánh. Các ngài không rơi vào ý, cho nên hiện khắp mười phương không gì sánh được. Bất luận hiện thân gì để không thể sánh được. Không chỉ là hiện thân Phật, trong Phẩm Phổ Môn nói, người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để độ, liền hiện thân đồng nam đồng nữ. Ngài hiện thân này cũng không có gì sánh được. Người đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni để độ, ngài liền hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni. Hiện thân ra đều không gì sánh được. Vì sao vậy? Vì ngài hiện ra hết thảy thân tướng đều tương ưng với pháp tịch tịnh. Như vậy thì không có gì sánh được. Phàm phu lục đạo không được. Phàm phu lục đạo rơi vào ý thức. Tứ thánh pháp giới cũng không được. Vẫn dùng A Lại Gia thức. Chưa chuyển thức thành trí. Khi nào chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh? Đại viên cảnh là pháp tịch tịnh. Vậy là tương ưng, bất luận ngài hiện thân gì đều không thể sánh được. Thế gian không thể sánh, xuất thế gian cũng không thể sánh. Vì sao vậy? Vì xuất thế gian không có gì để sánh. Thế gian có so sánh, xuất thế gian không có so sánh. Xuất thế gian nghĩa là thoát ly mười pháp giới. Đó là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là thanh tịnh bình đẳng giác. Có gì đâu để sánh. Thử thân vô tánh vô y xứ. Tánh là thể tánh. Vì sao mà hiện? Cảm ứng mà hiện. Ngày nay, vì sao hiện thân tướng này của chúng ta? Nói cho chư vị biết, cũng là cảm ứng mà hiện. Phật là cảm ứng mà hiện, chúng ta cũng cảm ứng mà hiện. Những cảm ứng này không giống nhau. Cảm ứng của chúng ta là nghiệp cảm. Nghiệp tạo ra trong vô lượng kiếp quá khứ. Nghiệp dẫn dắt chúng ta gặp duyên, liền khởi hiện hành là nghiệp cảm. Chư Phật Bồ Tát cảm như thế nào? Nguyện cảm. Trong đời quá khứ, khi mới học Phật, ngài từng phát nguyện.
chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Ngài từng phát nguyện này, sau khi thành Phật, nguyện lực vẫn còn. Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Nguyện lực là trí thành tựu, nghiệp lực là si mê thành tựu. Làm sao giống nhau được? Chư vị phải suy nghĩ kỹ đạo lý này. Mọi hiện tượng phàm thánh hiện ra toàn là cảm ứng. Đây mới là chúng sanh và Phật không hai, mới là tánh tướng nhất như, mới thật sự thấu triệt chân tướng sự thật, mới biết Phật giác ngộ, mới biết Phật ngộ. Ngộ ở đâu? Chúng ta mê, mê ở đâu? Như vậy mới hiểu rõ ràng. Nếu không hiểu rõ ràng, vậy quý vị phải phá mê khai ngộ. Không biết mê ở đâu, vậy phá bằng cách nào? Dạy quý vị đi bắt trộm, không biết trộm ở đâu, thế làm sao bắt được? Phải biết họ mới có thể bắt được họ. Bản thân phải biết như thế nào là mê, ta mới có thể phá mê. Si mê đều không biết, làm sao phá được si mê? Đúng là chuyện không thể. Ở đây nói rõ, Phật với chúng ta không giống nhau. Thân này vô tánh, thân này là tướng, không có tự tánh. Tự tánh chính là tự thể, không có tự thể. Đức Phật nói, do bốn đại năm uẩn hòa hợp mà thành. Đây là nói với hàng phàm phu chúng ta, nói rất thô thiển. Nói với quý vị, thân này không có tự thể, do nhân duyên hòa hợp mà sanh ra. Quý vị quan sát từ nhân duyên, biết thân này không có tự tánh, có thể phá thân kiến. Vì sao? Vì không còn chấp trước thân này nữa. Không những vô tánh còn không có nơi nương tựa. Nơi nương tựa là sở. Phàm phu chúng ta cho rằng thân này là chính mình, còn phải tìm chỗ ở cho mình, tìm nơi nương tựa. Vậy là sai. Không có nơi nương tựa. Quý vị thử nghĩ xem, ở đâu là nhà của mình? Phật tại trong phần tựa. Phật tại, chữ này rất có ý nghĩa, không nói là trú. Trú thì sao? Là chấp tướng, là có phân biệt chấp trước. Tại là không có phân biệt, không có chấp trước. Tôi chỉ nói bây giờ tôi ở đâu. Tôi không có trú ở đâu, không có chỗ trú. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, phải hiểu chân tướng sự thật này. Ta không có chỗ trú, không có thân. Thân này là giả tướng. Không có ngã cũng không có ngã sở. Sau đó ta không còn tạo nghiệp. Thân tâm thanh tịnh, đây mới là thiện pháp trong thiện pháp. Thiện tư duy thiên sở quán, nghiệp lực là si mê thành tựu. Làm sao giống nhau được?
Chư vị phải suy nghĩ kỹ đạo lý này. Mọi hiện tượng phàm thánh hiện ra toàn là cảm ứng. Đây mới là chúng sanh và Phật không hai, mới là tánh tướng nhất như, mới thật sự thấu triệt chân tướng sự thật, mới biết Phật giác ngộ, mới biết Phật ngộ. Ngộ ở đâu? Chúng ta mê, mê ở đâu? Như vậy mới hiểu rõ ràng. Nếu không hiểu rõ ràng, vậy quý vị phải phá mê khai ngộ. Không biết mê ở đâu, vậy phá bằng cách nào? Dạy